Đại Nghĩa bị nhà sản xuất nợ cách xây lâu, loạt nghệ sĩ kéo nhau tố theo rần rần showbiz. Trước sự việc MC diễn viên Đại Nghĩa đăng lên Facebook nói bị nhà sản xuất chương trình nợ cách xây quá lâu, thì hàng loạt nghệ sĩ khác cũng đồng loạt lên tiếng. Cách đây không lâu, Đại Nghĩa bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân của mình về việc anh bị một nhà sản xuất chương trình và một nhà quảng cáo nợ tiền quá lâu. Anh viết khá dài với nhiều thông tin khiến khán giả bức xúc và chú ý. Cụ thể, nguyên văn status của Đại Nghĩa: mới sáng mà phải đanh giọng để đòi nợ hai chương trình. Một nơi thì chương trình mùa trước đã phát sóng xong từ lâu, giờ đang quay mùa sau mà vẫn chưa thanh toán hết cát xê của mùa trước. Tờ hợp đồng với điều khoản thời hạn thanh toán như viết vô cho vui vậy thôi. Đã rất thông cảm, thậm chí thiếu điều muốn năn nỉ làm ơn thanh toán cho tôi số tiền công sức mà tôi xứng đáng được hưởng. Vậy mà mọi việc vẫn diễn ra theo ý bên đó, tức là khi nào có hoặc khi nào thích thì trả, còn không thì cứ đợi. Biện pháp cuối cùng, nếu không thanh toán đủ thì ngày quay tới tôi sẽ không có mặt vậy thôi. Rồi một nhãn hàng đã kết thúc công việc với họ lâu rồi mà vẫn chưa thanh toán. Nhắc hoài cũng ngại miệng mà không nhắc thì họ cũng không ngại với việc chậm thanh toán. Lý do là sếp đi đâu đó chưa về để giải quyết. Đây là cái lý do nó sơ đẳng và nó buồn cười nhất của các công ty trong việc chậm thanh toán. Ông bà sếp gì đó riết canh thời điểm để đi vắng. Thử những nghệ sĩ mà chậm tiến độ công việc một ngày, sai lệch giờ giấc trong công việc chút coi thì mấy sếp đó có bận dữ vậy không? Mà cứ hệ đến lúc trả tiền thì các sếp cứ đi đâu đó mà thấy bà kế toán không biết được. Ngoài việc phơi bày việc cá nhân bị nợ tiền lâu, Đại Nghĩa còn đồng thời chỉ ra rõ chiêu né tránh trả nợ cát xê của các đơn vị đối tác là thường xuyên báo sếp đi công tác, thủ quỹ đau ốm khi nghệ sĩ hỏi cát xê. Có thể nói việc nợ cát xê này nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả, và nhất là các đồng nghiệp của anh. Theo đó, hàng loạt nghệ sĩ cũng đã lên tiếng về việc này. Nghệ sĩ Lê Giang viết: bởi vậy chị hiểu quá, riết rồi chán, đi làm kiếm tiền chờ ngày lãnh lương cũng cả tháng mà có nhiêu đâu, ai cũng tưởng nổi tiếng nghệ sĩ làm nhiều tiền mà đâu ai hiểu. Nghệ sĩ Tiến Luật comment: em cũng bị như vậy mà em từ mặt một công ty, tưởng thân đó chứ anh. Vợ Tiến Luật, nghệ sĩ Thu Trang viết: quá mệt mỏi hả anh, em cũng từng bị mà. MC Nguyên Khang nói: hoàn toàn đồng ý với anh, lần nào cũng lấy lý do sếp đi nước ngoài mà trễ hẹn. Diễn viên trẻ Kim Đào: em tưởng đâu họ chỉ dám đối xử vậy với tụi em, anh chị lớn cũng bị, thiệt là. Một nickname khác viết: chị cứ nghĩ thí sinh tham gia các chương trình mới bị vậy, dè đâu, công ty lớn mà tánh kỳ. Tiếp nói đó là hàng loạt các nghệ sĩ tên tuổi, ca sĩ Thanh Duy, diễn viên Huỳnh Lập, diễn viên Đông Nguyễn, ca sĩ Miko Lan Trinh cũng lên tiếng.